Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Trước cung điện Huyền Đan Môn, Thích Não, tiểu tử đó thật sự giỏi vậy sao? Đến ngươi cũng không phải đối thủ. Ngươi có nhầm lẫn gì không? Tiểu tử đó là người lợi hại nhất mà ta gặp trong đời này. Trong vòng 10 chiêu là có thể lấy được mạng ta. Dương tiểu tử dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một đan sư. Thần binh giới này có thể giết ngươi ngoại trừ mấy vị chủ nhân của thần binh giới, của thần binh khí, sợ là cũng chẳng có mấy người nữa. 10 chiêu cũng quá khoa trương rồi đấy. Đừng nói là 10 chiêu, đến nay nghĩ kỹ thì khi ta và hắn giao thủ, Dương tiểu tử nếu thật sự có sát tâm, trong vòng 3 chiêu ta chắc chắn phải chết. Báo, Dương đan sư một mình giết đến. Đến nay đã đột phá huyết thị phong tuyến, vượt qua nghênh khách điện, xông thẳng vọng xuyên phong rồi. Cái gì, một mình hắn quay về, còn phá huyết thị phong tuyến, sao có thể chứ? Đó đều là huyết thị đã tấn thăng linh giai đấy. Đến rồi, đã giết đến Tử Dương Phong rồi. Tử Dương Phong. Một mình hắn chiến đấu với nhiều tuyên nhệ của Huyền Đan Môn ta như vậy, bị thương là khó tránh khỏi. Nhưng linh binh trong tay của hắn đã bị xuyên trăm lỗ, chắc hẳn cũng không giữ được nữa. Không, mọi việc không đơn giản như vậy đâu. Các ngươi lẽ nào không phát hiện ra sao? Trên người của Dương tiểu tử có sát khí rất nặng. Thích Não đã nói, hắn hình như đã tu luyện một môn công pháp cực kỳ tà môn, khi tấn thăng linh giai, thậm chí là đã từng tẩu hỏa nhập ma. Lẽ nào, môn chủ, ta muốn đi tra xét tình hình thương vong của các võ giả trong tông môn một chút. Người muốn đi thì cứ đi đi, nhưng ta mà thấy Dương Khai đó sát ý nhập trời, chắc hẳn là võ giả ngăn cản hắn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Môn chủ, mau để mọi người dừng tay. Thích Não, sao ngươi lại nói vậy? Lão hổ vừa rồi đã tra ra được tất cả võ giả thất bại trong môn, phát hiện bọn họ chỉ là bị thương, mà không ai chết hết. Xem ra kẻ này vẫn nhiệm chút tình xưa, không có ý đuổi cùng giết tận với người ở trong tông môn. Hoặc là vẫn còn cố kỵ, dù gì người của Hư Linh kiếm phái cũng đều nằm trong tay của chúng ta. Không cần biết là thế nào, đây dù gì cũng là việc tốt. Môn chủ sai rồi, đây chẳng phải là việc tốt gì hết. Mời chư vị hãy xem cục thế hiện giờ. Nếu không phải vừa rồi Dương tiểu tử cường hành dịch chuyển đi một tấc, võ giả đó đã chết rồi. Cả đường này, đệ tử ở trong môn càng về sau thương thế càng nặng. Môn chủ có biết là vì sao không? Lẽ nào hắn là đang áp chế sát ý với của chính mình, nhưng đã sắp không khống chế nổi nữa rồi. Đúng là như vậy. Lão hồ đoán là tà công kia đang ảnh hưởng đến tâm tính của Dương tiểu tử. Môn chủ, không thể nào đánh nữa, còn đánh tiếp, cho dù giết được hắn, Huyền Đan môn cổ ta cũng chắc chắn là sẽ tổn thất lặng lẽ. Nhưng nếu lúc này dừng tay, sao ngươi có thể xác định hắn sẽ tha cho chúng ta? Môn chủ nói không sai, tình hình hiện giờ rõ ràng hoàn toàn phá vỡ tất cả, sao có thể quay trở lại nữa? Dương Khai hiện giờ đã thương tích đầy mình, nếu bỏ qua cơ hội này, ngày sau muốn giết hắn sẽ khó khăn vô cùng. Chư vị nghĩa nào đã quên rồi sao? Hắn chính là luyện đan sư, hắn còn có đan hỏa chưa xuất đấy. Nguy rồi, đan hỏa đó, có đan hỏa đó, diệt một Huyền Đan môn chẳng qua chỉ là phất tay một cái mà thôi. Mau, lay bảo tất cả bọn họ dừng tay không đánh nữa, để ta đi. Quảng trường Tử Dương Phong. Nghịch đồ, còn không dừng tay. Tên nghịch đồ nhà ngươi. Sư tôn. Trên Tử Dương Phong, sư tôn, con không thu lại hung binh của ngươi, ngươi là muốn giết vi sư sao? Sư tôn bớt giận, đệ tử không có ý làm vậy. Nguy rồi, lại bị chuẩn rồi. Vị sư tôn mà ta bịa ra quả nhiên đã quay về rồi, chắc không phải có ai đang viết kịch bản đấy chứ? Tu vi của ngươi tiến triển quá nhanh, không biết tiết chế, dẫn đến khi tấn thăng đã tẩu hỏa nhập ma. May mà tông môn toàn tông môn,
nhấc đao của toàn tông môn để bình loạn cho ngươi. Dù gì đến bây giờ cũng coi như là giúp ngươi hồi phục thần trí rồi, cũng coi như là không uổng công sức. Ta đã nói mà, vì sao Dương Đan Sư lại đột nhiên thay đổi tính tình như vậy chứ? Thì ra là tẩu hỏa nhập ma, dọa chết ta mất, ta còn tưởng hắn là có mâu thuẫn với tông môn, muốn huyết tẩy huyền đan môn nữa chứ. Có lẽ là không, Dương Đan Sư bình thường đối xử với chúng ta rất tốt mà. Lão gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt, ba lời hai câu đã hòa giải cục diện xấu trước mắt này rồi. Ngươi đi theo vi sư một chuyến đi, đứa trẻ này là một hạt giống tốt, chỉ là không biết duyên phận sư đồ lạ lẫm này còn có thể tiếp tục nữa hay không. Nghị sự điện, môn chủ, Dương Khai đã lui về động phủ, nhưng hắn cũng đã đưa ra yêu cầu muốn tiếp tục níu lại bên cạnh Dượng Vương đỉnh tu luyện. Môn chủ không được, tiểu tử này tiên binh hậu lễ, tâm địa bất nương, rõ ràng là đang đánh chủ ý lên Dược Vương đỉnh. Vậy thì đã sao, dựa vào tu vi của hắn thể hiện ra trước mắt, nếu hắn muốn đến cấm địa đó, ngươi và ta có thể cản được hay sao? Tiểu sư đệ, khi đó ngươi không nên thừa nhận danh phận đồ đệ không cần thiết đó. Nếu như không thừa nhận, vậy thì tự nhiên sẽ không có những việc này. Đại trưởng lão, ngài có từng nghĩ khi đó nếu tiểu sư đệ không làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào hay không? Hắn đã tham ngộ bí mật của Dược Vương đỉnh nhiều năm, cứ để hắn rời đi như vậy, đại trưởng lão có thể yên tâm sao? Huyền Đan Môn có thể yên tâm sao? Không thể lưu lại không thể nào để hắn rời đi, vậy thì chỉ có thể tương kế tiệu kế, lấy danh phận sư đồ để hắn có chỗ dựa. Chỉ cần hắn gọi ta một tiếng sư tôn, vậy thì giả cũng sẽ biến thành thật. Lời này nói rất có lý. Xin hỏi môn chủ, có phải đang lo lắng đến kẻ này sẽ có hài lòng với Huyền Đan Môn ta không? Đúng là như vậy. Theo ta thấy những việc này đều không phải vấn đề. Đại chiến hôm nay, tất cả môn nhân chỉ thương không chết, đủ để thấy hắn đối với Huyền Đan Môn ta không chút ác ý. Hơn nữa, nếu không phải là chúng ta tự ý đem hư linh kiếm phái dịch chuyển, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Tiểu sư đệ nói không sai, lần này ta quá kích động rồi. Tiểu cao, ta hỏi ngươi, ngày đó Dương Khai và ngươi cùng nhau luyện chế thập chuyển vô tâm đan, có gì dị thường hay không? Cái này đệ tử nhớ hình như Dương sư đệ về tốc độ và các bước không biết vì sao lại đều chậm hơn đệ tử một bước. Lẽ nào tiểu tử này vừa học vừa hành? Không sai, tối qua ta đặc biệt dùng một loại phương thuốc chính mình khai sáng để thử hắn. Kết quả giống như khi so tài với tiểu cao, các bước về luyện đan thuật của hắn đều chậm hơn ta một bước, nhưng không hề phát hiện ra, cuối cùng luyện chế thành đan. Cái này, trên đời vậy mà lại có người có thiên phú về đan đạo như vậy. Nếu như không có tư chất này, chỉ sợ cũng không nghe được đại đạo diệu âm đâu. Không thể nào không tham ngộ ra được Dược Vương đỉnh chi bí, càng không phải nói đến mấy năm cống hiến nhiều phương thuốc như vậy. Hắn nói chính mình năm đó là địa gia cửu tầng, cần gấp một viên thập chuyển vô tâm đan để tấn thăng thiên giai. Vừa hay nghe ngóng được tiểu cao muốn đến thiên võ thành đó, nên mới nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận, lấy cơ duyên luyện đan để học được phương thuốc thập chuyển vô tâm đan từ trong tay của tiểu cao. Việc sau đó chư vị có lẽ cũng đã biết rồi. Khi đó hắn còn nhỏ, hơn nữa thực lực thấp kém, tiểu cao lại mập mờ hỏi hắn một số việc, hắn liền mượn gió đổi thuyền một phen, kết quả lại tình cờ bị coi là đệ tử của ta. Như vậy xem ra việc năm đó là tiểu cao đã hiểu lầm rồi. Trước mắt xem ra hắn không có liên hệ gì với nhà khác hết. Ngược lại là hắn thân là đệ tử của Huyền Đan Môn là không chạy được đâu. Tăng trưởng lão nói không sai, hơn nữa mấy năm nay hắn chưa bao giờ thể hiện ra võ lực của bản thân mình. Nếu không phải lần này bị ép quá gấp, sợ là không ai biết được thực lực của hắn cường đại như vậy. Có thể thấy hắn cũng là người trầm mê trong đan đạo. Môn chủ, ta cảm thấy để Dương Khai đến bên cạnh Dược Vương đỉnh tu luyện cũng không phải là vấn đề, nhưng mà hắn cũng phải đồng ý với chúng ta một điều kiện. Tiểu sư đệ có cách nghĩ thế nào? Nhiều năm trước, từ đại đạo diệu âm của Dược Vương đỉnh tham ngộ ra mười mấy loại phương thuốc, nếu như hắn nguyện ý tiếp tục xuất lực ở cấm địa, đối với Huyền Đan Môn chúng ta cũng là một việc tốt. Đúng vậy, tiểu tử này chính là hạt giống tốt hiếm trong đan đạo, cứ bỏ qua như vậy ta cũng cảm thấy rất là đáng tiếc.
5 tháng sau, Tỏa Nguyệt Phong trong động phủ. Dương tiểu tử, ngày trước ngươi gây ra họa lớn, không phạt cũng không thể nào khiến mọi người phục. Cho nên tông môn quyết định phạt ngươi suy ngẫm lại 10 năm trong cấm địa. Ngươi có vừa ý hay không? Vừa ý môn chủ anh mình. Cái gì mà suy ngẫm chứ? Chẳng qua là thay đổi cách để đồng ý cho ta tu luyện bên cạnh Dược Vương Đỉnh mà thôi. Nhưng mà còn có một việc ngươi cần phải đảm bảo. Nếu ngươi tham ngộ ra được huyền cơ gì ở Dược Vương Đỉnh, cần phải lập tức thượng báo tông môn. Đó là đương nhiên, đệ tử vẫn luôn lấy làm như vậy. Sư tôn à, đệ tử còn có một số việc muốn nhờ lão nhân gia ngài giúp đỡ. Tiểu tử ngươi lại muốn giở trò gì hả? Ơi, sư tôn đừng nghĩ về ta xấu như vậy. Ta chỉ muốn hỏi, có thể để người của Hư Linh Kiếm Phái lưu lại Huyền Đan Thành hay không? Dù gì Huyền Đan Thành lớn như vậy, cứu sống một Hư Linh Kiếm Phái có lẽ không vấn đề gì nữa đâu nhỉ? Đó là tự nhiên. Đừng nói một Hư Linh Kiếm Phái, cứ cho đến thêm 7-8 tiểu tông môn cũng không thành vấn đề. Vậy hay lắm, Huyền Đan môn của ta hiện giờ cũng không có quy hoạch thống nhất, thậm chí đến thành chủ phủ cũng không có. Không bằng để Hư Linh Kiếm Phái đi dọn dẹp một chút nào được. Ta đột nhiên nhớ đến việc quan trọng, đi trước một bước, ngày sau lại bàn đi. Ơi, ta nói chứ sao người lại keo dính chó vậy, khẩu vị lớn vậy, không sợ lo chết hay sao? Ây à, cùng nắm gì mọi người chia lầm, 5-5 không được, 4-6 cũng được mà, 3 thành cũng được. 3 thành ngươi cam tâm, vậy ngươi không bằng quỳ xuống xin cơm đi. Không phải ta đã quỳ xuống rồi đó hay sao?